Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Rồi bây giờ anh chị em cho chú cái công thức của tập kích thích tế bào gốc băng thần lớp 2 giùm chú. Rồi bây giờ chúng ta đang bước vào cái lớp 2 thì chúng ta không có sử dụng công thức của lớp 1 nữa. Khi mà mỗi lần chúng ta lên thì chúng ta công thức mới thì chúng ta thực hiện theo cái cấp lớp của mình nhé. Đừng có thực hiện công thức cũ nữa. Bây giờ anh chị em học lớp 2 thì công thức nó sẽ như thế này. Bây giờ nhận energy chống đồng băng tần lớp 2 kích thích tế bào gốc của mình. Đây là một sự việc mà anh chị em có thể thực hiện vào mỗi buổi sáng hay là bất cứ giờ khắc nào anh chị em thấy có thời gian cho mình. Trong cái sự yên lặng, đừng có ai quấy rầy và trong cái trạng thái gọi là đừng có bị bồn chồn với cái công việc mà nó sẽ đến. Thí dụ bây giờ mình nói tôi có cuộc hẹn cái người bạn này vào lúc 10 giờ sáng, thì trong khi chờ đợi người bạn này thì chúng ta ngồi chúng ta tập để chúng ta lấy năng lượng. Thì khi mà chúng ta có cái sự chờ đợi thì chúng ta sẽ bị chi phối bởi cái người đó. Bây giờ 10 giờ rồi, không biết người đó đến chưa, hay là đến trước hay đến sau chút xíu. Nếu chúng ta chờ đợi cái đó không, chúng ta bị chi phối rồi. Thì chúng ta phải để cho mình cái thời gian riêng, đừng có vướng bận cái gì hết. Thì đó là những cái kỹ thuật mà anh chị em có thể đón nhận năng lượng hiệu quả nhất. Nhận trước khi tập thì anh chị em đọc thầm, nhận energy trống đồng. Hồi xưa là chúng ta lớp 1, bây giờ chúng ta chỉ cần lớp 2 thôi. Đặc biệt cái não bộ của con người chúng ta nó cực kỳ thông minh lắm. Và nó đạt được khi chúng ta tiếp cận với năng lượng gốc thì nó sẽ phát ra những cái tần số qua cái tư tưởng của mình. Mình muốn cái gì, năng lượng nó sẽ đi đến cái phần đó. Và anh chị em chỉ cần thay đổi là nhận năng lượng energy chống đồng bằng tầng lớp 2. Và chúng ta quên cái lớp 1 đi, học lớp 2. Thì cái phương pháp mà đón nhận vào nó cũng na ná giống như lớp 1 vậy thôi, nhưng mà khác biệt là lớp 2. Là chúng ta bắt đầu thực hiện theo bước 2, bước 3, bước 4. Và trong cái thời gian này chú trình bày với anh chị em, một số các bạn hỏi chú tại sao phải mở mắt làm gì. Thì chú trình bày với anh chị em, khi chúng ta nhắm mắt lại trong những cái thời gian đầu tiên chúng ta nhắm mắt lại thì anh chị em sẽ dễ bị chi phối bởi những cái tầng năng lượng khác lắm. Thì chính vì vậy anh chị em, công việc chúng ta là chúng ta thực hiện trong cái sự việc tỉnh thức. Tỉnh thức, anh chị em nhớ giùm chú nghe hai chữ tỉnh thức. Tỉnh thức đây là chúng ta biết mọi việc xung quanh đó, biết hết những cái gì đang xảy ra với mình. Nhưng việc tôi làm là kích thích tế bào gốc. Việc tôi làm là cảm nhận được cái sự năng lượng ấm áp ở phần vi sống, xương sống của mình. Đó là những cái bước mà anh chị em bắt đầu. Chúng ta làm chủ cái ngôi nhà chúng ta, làm chủ cái thể xác chúng ta, chúng ta làm chủ cái cơ thể của mình. Đó. Để ghi, để anh chị em sẽ giỏi. Anh chị em sẽ giỏi và anh chị em sẽ tiếp tục giỏi hơn nữa. Chúng ta không cần phải có nhờ cái sự hỗ trợ của những người khác liên tục hoài. Chúng ta phải tự mình gánh giác, tự mình sinh hoạt, tự mình sống với cái phần năng lượng của cái phần năng lượng trí tuệ của mình. Mình hạnh phúc với những cái điều mà mình quyết định, mà mình hạnh phúc những cái gì mình thành công, cũng như là mình tránh được những cái điều thất bại tổn thương mà chúng ta học hỏi từ những người khác. Thay vì chúng ta phải đi vào đó, chúng ta học bài học thất bại, thì chúng ta thấy những bài học thất bại của những người xung quanh đã thực hiện rồi, đã không thành công rồi, vì chúng ta tránh những bài học thất bại này. Mà chúng ta mỗi ngày chúng ta phát huy trong cái sự hiểu biết, trong cái phần năng lượng của ngoài không gian đến với chúng ta, làm chủ não bộ mình, làm chủ thể xác của mình. Người ta nói mình làm trúng, có hiệu quả, thấy có được hiệu quả, có được kết quả, thì chúng ta thực hiện. Còn người ta nói cái này trúng mà tác hại tiêu cực thì anh chị em tuyệt đối là không. Cái khôn của con người chúng ta, cái sự hiểu biết của người chúng ta là chỗ này. Chúng ta phải biết khôn đúc, chúng ta thấy cái sai chúng ta sửa. Chúng ta khôn đúc những cái tinh vi, những cái lợi ích cho mình, cho cộng đồng, cho đất nước, cho nhân loại. Thì chúng ta gồm những cái tinh túy này để chúng ta thực hiện tu hành, để chúng ta nâng cao cái giá trị của sự sống. Đó là những cái điều quan trọng bậc nhất trong bộ môn NLC này.
Dạ, chú gửi đến trên đề những cái kỹ thuật, những cái khái niệm mà chúng ta phải nắm cho thật rõ ràng. Và bây giờ anh chị em cùng với chú thực hiện 5 phút 30 giây nha. Anh chị em cũng vậy. Hay vì anh chị em có thể trong lớp 1 anh chị em có quen là anh chị em có thể hình dung năng lượng không gian, thì anh chị em lấy năng lượng không gian. Còn nếu anh chị em thích thì chú là một cái trạm phát sóng cho anh chị em, một cái antenna cho anh chị em để anh chị em tập trung và cho dễ. Anh chị em muốn chọn cái nào cũng được, có thể nhìn chú mà hình dung không năng lượng không gian đến trực tiếp anh chị em cũng được, hoặc là lấy năng lượng trực tiếp từ chú cũng được, không gì trở ngại. Rồi thời gian cho chú thời gian là 5 phút 30 giây nha. Thì công thức này anh chị em tập hay tốt nhất là tập buổi sáng. Rồi thì Trang đọc cái này cho chú luôn. Đọc cho mọi người luôn. Dạ rồi. Con bắt đầu ạ. Rồi bây giờ tất cả anh chị em nhìn vào trán của chú hoặc là hình dung năng lượng từ ngoài không gian nha. Hai cái nào cũng được hết. Rồi chúng ta bắt đầu. Bước 1. Đọc thầm trong đầu. Nhận NLG chống đồng băng tầng lớp 2 kích thích tế bào gốc. Bước 2. Hình dung nhận năng lượng vào não bộ. Mỗi lần nhận và hình dung từ 3 đến 5 giây một lần. Đọc thầm trong đầu. Nhận lần 1. Nhận lần 2. Nhận lần 3. Bước 3. Hình dung gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng. Mỗi lần gửi và hình dung từ 3 đến 5 giây một lần. Đọc thầm trong đầu. Gửi lần 1. Gửi lần 2. Gửi lần 3. Bước 4. Không cần đọc thầm, chỉ cần tiếp tục hình dung gửi năng lượng từ trung tâm tiếp thu năng lượng đến xương cùng và toàn bộ cột sống, liên tục hỗ trợ năng lượng, tập trung sự ấm áp cho cột sống để kích thích tế bào gốc cho đến khi chuông báo chấm dứt.
hết giờ. Chú mở mic cùng con nha. Đây, chúng ta đã hoàn tất việc kích hoạt phần năng lượng của lớp 2, cũng như chúng ta đã hoàn tất cái công việc thực tập cái công thức kích thích tế bào gốc lớp 2 của mình.